Thưa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Công an thành phố Sa Đéc vừa đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Nguyễn Văn Liền và ông Nguyễn Văn Mong, cùng ngụ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2022, đối tượng Lê Văn Tính, sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 64K37765 đi từ nhà đến cầu Rạch Chùa. Khi đi ngang căn nhà không số thuộc ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, quan sát thấy cửa trước mở nhưng không thấy ai trong nhà nên Tính trèo qua cổng rào vào nhà lấy trộm hai điện thoại, một laptop, một cái bóp bên trong có nhiều tiền, tổng trị giá tài sản hơn 20 triệu đồng. Trong lúc chuẩn bị trèo qua cổng rào tẩu thoát thì chủ nhà phát hiện truy hô. Lúc này, ông Liền và ông Mong ở gần nhà đã hỗ trợ truy bắt đối tượng, giao cho cơ quan công an, thu hồi toàn bộ tài sản, trao trả lại cho bị hại. Tại buổi trao giấy khen, lãnh đạo công an thành phố Sa Đéc đã biểu dương, khen ngợi ông Nguyễn Văn Liền và ông Nguyễn Văn Mong đã tích cực truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho người dân, giúp lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.